Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gửi chương trình bao thi của top ăn chia 10.000, top cần ninja nha tất cả. Đầu tiên bạn link cho bạn link mô tả, bấm vào xin up, bấm vào email, bắt đầu xin nhận bắt đầu tương phải điều máy và chấp nhận điều khoản giờ vào mail, hộp thư mail mà login nha các bạn. Vì mình đã có email rồi nên mình login luôn, bấm xin in, login các bạn. Chơi cái sàn nào không gì bạn phải vào mail mà cái feed mail các bạn. Rồi bạn bắp vào, tôi không phải là người máy. Chạy lót chút nha bạn. Rồi các bạn login vào các bạn. Sau khi vào nó kêu bạn bỏ mặt 2-3, các bạn bỏ qua cũng được. Bạn nào muốn bỏ mặt thì bỏ mặt, còn không không. Phao. Rồi các bạn bấm vào trang đồ ngự của mình các bạn. Buy sell. Hai các bạn, mọi người chờ mình chút nha các bạn. Nhìn thấy đó các bạn. Cái tóc càng nên tham gia sự kiện tóc càng ninja này nó có cho mình chạy qua BTC hoặc là cho mình bán qua BTC hoặc là USD nha các bạn. Các bạn phải KYC nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn KYC, các bạn vào hình trang cá nhân đầu người của mình. Rồi các bạn bấm vào nút Verizon nè. Rồi thì chưa. Anh đứng mấy bộ kỳ vậy. Ác thiệt. Xem đứng gì không đứng, đứng mấy. Bạn vào người mình nè. Verification. Còn vào independent thì các bạn liên liên chia sẻ cho bạn bè. Kỹ tờ. Nhờ setting các bạn á. Tại nó không ăn ta. Rồi các bạn, mình lót lại trang nha các bạn. Bạn bấm vào Verification nè. Đang các bạn cây xe con này nó mới trả thưởng các bạn. Đi bù xít. À đây nè các bạn. Đúng rồi lớp rồi. Bộ file. Rồi đầu tiên các bạn nhập số điện thoại của mình gửi mã SMS vào các bạn. Rồi các bạn chụp một up một cái chứng đi chứng minh nhân dân mặt trước của mình nha các bạn. Và một giấy và một giấy chứng minh nhân sau, nhân dân mặt sau có chữ hình là Hodin ID. Chữ là ATAIKC nha các bạn. Hodin. Để mình dịch cái dòng chữ này ra thứ sau các bạn. ID user. Các bạn chụp vào cái dòng chữ là có cái hình ID user, mình hướng dẫn các bạn lấy ID user luôn các bạn. Và một cái ID user là tên của mình các bạn. Khoan, đừng có phải ID user này không. Mình vô xem tin. Rồi ba. Rồi ba. Chữ verify lấy kìa. Nên
này dòng đầu là giấy chứng minh nhân dân, mặt trước hình sau hình là sapphire. Tên của mình nha các bạn, tên của mình, và các bạn ghi một dòng chữ là ATAIXKC và ngày tháng năm, ngày nay ngày mấy tháng mấy tháng mấy, các bạn gỡ lên nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chín mười ba mình chọn chín mười Việt Nam, chọn quốc gia Việt Nam các bạn. Tám mươi bốn đô ta.